Dạ, xin kính mời một bạn đạo Sydney. Nếu quý vị ngại thì tôi xin phép được kêu tên. Xin mời bạn Ngọc Anh Tuấn. Nam mô Phật Thế Vô Cực Thầy Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa thầy, được tham dự trong các học A Di Đà trong mùa hè vừa qua, con đã được thầy hướng dẫn cho con và mở trí cho con rất nhiều, nhất là sự dung cảm, sự thương yêu của Đấng Cha Trời đã gián biển để thức lòng chúng con. Thì hôm nay con xin phát lời đại nguyện trước Đấng Cha Lành, trước thầy, lòng quyết tâm tu hành để trở về với con. Con xin tối với thầy rồi. A Di Đà. Xin mời một bạn đạo nghe mình. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Kính thưa Đấng Cha Lành, kính thưa tôn sư, kính thưa các bạn đạo hữu. Với công lao, với tình thương của Đấng Cha Lành, của tôn sư, của các vị đạo hữu vô vi đã giúp cho tôi thấy được niềm tin, thấy được tình thương của cha trời mẹ đất, của đồng loại, của vạn vật. Và đó là một cái báu vật thiêng liêng mà tôi đã tìm lại được. Phải nói từ lúc mới sinh ra đến cách đây 2 năm, tôi không có được cái niềm tin quý báu như vậy. Và trước Đấng Cha Trời Mẹ Đất, trước tôn sư, trước các vị đạo hữu, tôi xin nguyện giữ niềm tin đó đến trọn đời. Thứ hai, cùng với tất cả tình thương của Đấng Cha Lành, của tôn sư, của các vị đạo hữu đã giúp cho tôi lần lần thấy được những cái thói hư tật xấu ở trong mình. Và tôi cũng xin nhắc lại cái thói hư lớn nhất của tôi khi tôi được biết phép vô hư là cái thói làm biếng. Thì cái thói làm biếng đó bây giờ tôi phải đặt hàng đầu và cầu nhờ nhớ lời tôn sư đã dạy, hãy nhìn chính diện nó, đem nó ra để mà trừng trị nó một cách thẳng thắn. Từ lời dạy đó của tôn sư, từ cái sự hỗ trợ của các vị đạo hữu, tôi xin nguyện từ nay về sau cố gắng thực hành để có một cái sự sáng suốt, nhận biết được những cái thói hư tật xấu của mình và đem nó ra để trừng trị. Và điểm thứ ba, cùng với tình thương của Đấng Cha Lành, của tôn sư, của các vị đạo hữu, chúng tôi riêng con đã tìm lại được một ít sự sáng suốt trong người, đã cố gắng tinh tấn một chút nhỏ vào trong cái khối óc nhỏ bé này. Con xin nguyện từ nay về sau cố gắng tinh tấn hết mình để thực hành cái pháp lý quý báu mà các vị đạo hữu đang bỏ công sức ra tu hành. Nói riêng trong khóa Di Đà vừa qua, thú thật trước tôn sư, trước các vị đạo hữu, tôi chỉ hiểu chút xíu thôi, hiểu rất ít, với một cái trí phàm hạn hẹp. Thế nhưng tôi đã tìm được
Và tôi đã nhận biết được một cái phương pháp rất là đơn giản. Và tôi cũng muốn nói lên ở đây với cái chân tình của mình. Nói thật ra thì nghe thầy giảng, nghe các vị đạo hữu nói chuyện, nhưng mà hiểu thì không hiểu được bao nhiêu hết. Thế nhưng với cái chìa khóa niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi, thì cái lòng này cộng đà cố gắng xin nguyện từ nay về sau dùng lục từ chi đà Nam Mô A Di Đà Phật để cố nghe lại, cố đọc lại, đem ra suy tưởng, cầu xin đấng cha lành cho một tí sáng suốt để tìm hiểu cho nó được rõ ràng. Vì rằng ăn pháp, nghe pháp thì phải trả pháp. Do đó con xin nguyện trước tôn sư, trước các vị đạo hữu, khi nào nhớ hay là nói thẳng thắn ra là phải siêng năng mặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm đến lúc nào trở thành vô biệt niệm với một cái tâm thanh tịnh trong sáng thì con nghĩ rằng lúc đó sẽ hiểu được kinh A Di Đà và thế nào. Và con xin nguyện khi hiểu được kinh A Di Đà với một cái báu vật thì con sẽ đem thân này, tâm này ra nguyện giảng cái pháp này, giảng cái kinh này một cách rõ ràng đến từng chúng sanh. Thì cái điều này cũng nhắc nhở con một cái lời nguyện từ trước đến nay mà con chỉ thầm nguyện. Hôm nay con xin bạch nguyện trước đấng cha lành, trước các vị đạo hữu, trước tôn sư, điều đó là tôi cố gắng tôi tu cái pháp vô vi này để đến một ngày nào đó tôi ngồi bên cạnh tất cả các chúng sanh mà họ cảm thấy vui, họ được vui. Thì cái vấn đề đó là điện là cái gì thì tôi không biết, nhưng mà khi một người đang buồn, một cái người đồng loại của tôi đang buồn, đang khóc, đang đau khổ, mà tôi tới ngồi một cách thầm lặng bên họ mà họ cảm thấy khoan khoái, an lạc, vui vẻ, thì điều đó là điều nguyện của tôi và tôi sẽ bạc nguyện. Dạ xin dứt lời. Xin kính mời tiếp một bạn nào xin đến. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn. Suốt 10 ngày đây con giữ khóa học Nam Mô A Di Đà Phật. Chính bản thân con học được rất nhiều về nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Và con tự hiểu được phân rõ về động và tịnh trong cơ thể con và thanh và trượt. Sau khóa học này con cố gắng giữ phần thanh tịnh mà Thầy ban cho chúng con. Trở về con cố gắng vun bồi sự thanh tịnh và ý chí, và cố để cứu khổ ban vui. Con xin đảnh lễ Thầy. Xin kính mời bà Đà Mai Bình. Kim Bảo Phổ Cục Đại Thiên Tôn Nam Mô
Dư Tỳ Kim Mão Bồ Tát Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Sĩ Kim Phật. Nhà con thật trước đây 10 ngày dài cũng nhớ thầy dạy đạo cho con mỗi tâm mỗi tí, mà cái công nghiệp của con cũng nặng quá, cũng vừa bước chân vô cái gì sắp cái chân chá máu nhiều quá, cho nên hôm nay con cũng ngồi thiền đau chân quá con ngồi không được. Dạ, con cái nghiệp con nặng mà em hôm nay con ngủ con nằm bao không thấy thầy thì cha con một đám dọn để con chẳng giao cải. Cái dọn là cái phước phước điện, cho nên con nhiều thầy cũng phóng điện cho con với các bạn đạo xích ni đây và các bạn đạo ở ít tổ lại các nào với miếng bình đây cũng thương tôi tất cả. Cho nên tôi đau chính ai cũng la lắng cho tôi, la thuốc men cho tôi, hắn hỏi tôi nghĩ tôi giờ tôi cũng biết các bạn đạo quá. 10 ngày học tập thì tôi cũng này là tiêu ly là buồn, không biết nói sao nhiều, không có mấy lời cảm tạ thầy và quý bạn đạo. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, nhiều thầy cha cũng đánh lễ con lại thầy ba lại. Đừng ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cùng Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Vạn Vật Thái Bình. Kính mời một bạn đạo Sydney. Vô cực đại thiên tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Cao Hiền Hộ Pháp. Nam mô Dĩ Kim Phật. Kính thưa thầy cùng chư bạn đạo, trước khi con vào học cái lớp khóa này thì chính con cũng nghe thầy dạy là vào học cái lớp này là đào tạo cán bộ để nối tiếp chân của thầy cứu khổ ra vui. Con cũng tự xét con cũng mới vào thọ pháp thì trình độ của con cũng rất còn non kém, nhưng tâm của con suy luận dù cho một chữ cũng thi, dù cho hai chữ cũng đi đến trường. Vì lẽ đó mà con ghi tên học khóa Di Đà này. Sự thật thầy giảng dạy tùy theo từng trình độ, đoạt được từ cao thì đoạt cao mà thấp thì đoạt thấp. Riêng cá nhân con
cũng thu thập công suy luận thì không bằng các anh chị, nhưng cũng có được hiểu thế nào là đạo pháp. Trước khi con xin đảnh lễ thầy hai lại, để thầy lấy cái lòng từ bi soi sáng cho tâm con, tự xét mình còn tâm tối ngu muội, chưa được trọn sáng trọn lành vì một bữa cơm thanh đạm mà anh em con không được hòa tâm cùng chư bạn đạo. Đó là một cái điều con hết sức tự nhận xét sự tối tâm, nhưng con cũng có nghe cái băng của cha giảng một đoạn, cái điều ăn chay rất là cần, rất là tối cần, cha mới nói với các con. Vì bây giờ không phải là cái lúc cho con hưởng khẩu vị, mà là để nương đó mà tự tu, tự học và tự tìm sự sáng suốt cho chính bản thân. Thì con xét nghĩ chân lý thì chỉ có một, mà phương tiện đi đến chân lý thì có nhiều phương tiện để đi. Người giàu thì đi bằng xe hơi, kẻ thiếu phương tiện có thể đi xe đạp, người thiếu phương tiện nữa có thể đi bộ. Nhưng con nghĩ con cũng trong cái số có lẽ người đi bộ đó. Thì khi con cố gắng để đi thì tâm nguyện của con khắc phục những khó khăn, dù một việc rất nhỏ con cũng cố gắng để sửa tâm, sửa tánh. Vậy một lần nữa con xin thầy minh tâm kiến tánh cho con và trước cùng chư bạn đạo cũng thị xã những gì tâm tôi đã nói lên. Và sau khi học cái khóa Di Đà này về thì tôi nguyện với chính tâm sẽ cố gắng sửa tâm, sửa tánh trước học thầy, sau học bạn, để không uổng tâm ơn của một minh sư dìu dẫn. Đó là một tâm nguyện của con, cố gắng tự sửa lấy bản thân. Khi nào được trọn lành, trọn sáng, được đi vào thanh tịnh thì có sẵn một con đường thầy đã
soi sáng, con sẽ nương theo con đường của Thầy mà tiếp tục cái đường của Thầy để cứu khổ an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính mời tiếp một bạn nào với mình. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Vị Kim Phật. Nam Mô A Di Đà Phật và Phật Thái Bình. Con kính xin và tạ ơn Đức Thầy và Đấng Thiêng Liêng đã dạy cho chúng con về kinh điển trong 10 ngày qua. Về trí thì con không được bằng tất cả những anh chị và cô bác, nhưng trong lúc Thầy giảng con đã tập trung tư tưởng vào để cho điển quan dẫn và hiểu được cái sự huyền diệu của kinh A Di Đà. Con xin nguyện tự sửa tâm tánh của con và sau khóa giảng này con sẽ đem tất cả những gì con đã học được, học hỏi được, sẽ hướng dẫn cho tất cả những người đang còn trong sự đau khổ và chưa biết về đạo pháp, để cho được nói trước chân của Thầy, để làm nhiệm vụ cứu khổ ban vui. Con xin biết lại. Xin kính mời một bạn đạo Sydney. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. Nam Mô Đức Cao Hữu Hiền Hộ Pháp. Nam Mô Vị Kim Phật. Trong 10 ngày học khóa A Di Đà thì con chưa có trình độ để tiếp thu hết những gì, những lời Thầy đã giảng dạy. Nhưng Thầy và các bạn đã mở tâm mở trí cho con rất nhiều. Từ một con người si mê trần trượt, mê chấp, thiếu thương yêu và tha thứ, thì sau những buổi học này con nguyện cố gắng tu sửa nhiều hơn nữa để khỏi phụ lòng Thầy, và nguyện cố gắng tu nhiều hơn nữa để có trình độ cứu khổ ban vui và theo bước chân Thầy để trở về nguồn cội. Xin Thầy chứng tâm con. Xin kính mời mọi người các bạn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, kính thưa quý bà, các bạn. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa A Di Đà. Tôi được gần gũi Thầy và các, tôi được gần Thầy và gần gũi các anh bạn đã ở khắp tiểu bang về. Thường học hỏi thêm nhiều. Và tôi xin nguyện là tôi sẽ thực hiện thêm vi trí dũng và thanh tịnh để cứu giúp những người đang cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi xin hát.
Xin kính mời một bạn nào xin nhanh. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Mộ Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin đảnh đại chư vị thiên liêng, xin đảnh đại tổ sư, xin đảnh đại thầy. Con xin nguyện noi theo gương sáng của thầy trên đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thay đổi. Xin kính mời bạn nào mời mình. Dạ, xin kính mời anh Thái Học Tân. Sáng sủa vô cùng.
Và tôi thấy rằng sau lúc đó mình có thể hiểu được những điều mà mình mắc. Nhưng mà thắc mắc càng ngày càng gia tăng. Bây giờ sao tôi thấy một chuyện gì nhỏ nhặt tôi cũng đều thắc mắc. Và tôi có thể cảm nhận được những điều thắc mắc. Thì tôi thấy rằng thật tình là đời đạo song tu. Tôi thấy rằng cái những chuyện xảy ra trong đời này thật tình là dạy dỗ mình trong chớp mắt. Một sự kiện nhẹ xảy đến, mình thấy rằng nó sai, rồi mình thấy nó đúng và mình thấy nó sai. Thì thật tình mình thấy rằng cái chuyện sai và đúng đó nó không phải là thật. Bởi vì chân lý thì phải là một, chứ không thể là mặt hai cái. Nó là tròn dạng. Nhưng mà thắc mắc càng ngày càng gia tăng. Bây giờ sao tôi thấy một chuyện gì nhỏ nhặt tôi cũng đều thắc mắc. Và tôi có thể cảm nhận được những điều thắc mắc. Thì tôi thấy rằng thật tình là đời đạo song tu. Tôi thấy rằng cái những chuyện xảy ra trong đời này thật tình là dạy dỗ mình trong chớp mắt. Một sự kiện nhẹ xảy đến, mình thấy rằng nó sai, rồi mình thấy nó đúng và mình thấy nó sai. Thì thật tình mình thấy rằng cái chuyện sai và đúng đó nó không phải là thật. Bởi vì chân lý thì phải là một, chứ không thể là mặt hai cái. Nó là tròn dạng. Thành ra cái cảnh đời này giả tạm mà nó là một phương tiện để giáo huấn chúng ta, để chúng ta cảm nhận. Nhờ phương tiện đó hàng giây hàng phút nhắc nhở chúng ta, chúng ta cảm nhận nó, để rồi quay về chúng ta tìm chân thật diện cũ. Chúng ta biết ơn Thượng Đế, chúng ta biết ơn Thầy đã từng giờ từng phút từng giây dạy dỗ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thấy được điều đó. Quả tình từng phút từng giây Thượng Đế thì dạy dỗ chúng ta. Chúng ta cảm ơn Thượng Đế. Nhưng nếu chúng ta biết trở về chúng ta thì đó mới là sự biết ơn thật sự. Chúng ta không cần cảm ơn Ngài. Chúng ta hành và theo lời dạy dỗ của Ngài chính là chúng ta thật sự biết ơn Ngài đó. Và tôi cảm thấy rằng Thượng Đế đang reo vui, Thầy đã đang mừng chỉ tâm thức hướng về nguồn cội. Chúng ta nhìn chung quanh vạn vật, chúng ta thấy rằng chúng ta còn thua gầu cây cỏ. Chúng ta có thể đủ nhẫn nhịn không? Hãy nhìn cây tùng, cây bá, những gầu cây cỏ tơ ra cùng tối nguyệt. Nó giả dầu gió sương, nó không một lần than thở, nó nhẫn nhục suốt cuộc đời của nó để mà trả nghiệp, trả để mà học chỉ nhẫn mà thôi. Chúng ta chỉ có một chút gì xảy đến chúng ta đều than thở. Hay là chúng ta thấy một điều gì hay, chúng ta chỉ hành trong chốc lát rồi bỏ. Thành ra chúng ta nghĩ lại, chúng ta thật là thu lợi cái cỏ. Và những lời gì tôi cảm nhận có thể tôi nói ra thì nó không được hoạch đạt. Và tất cả những ngày khóa học A Di Đà được khai giảng đến ngày tới hôm nay, tôi không được duyên phước dự tròn đầy. Nhưng khi tôi làm ở trong hãng, trong factory, tôi hướng về khóa học và tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cứ niệm niệm và tôi khám phá được điều thú vị là bây giờ mình có trò chơi niệm Phật. Niệm 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 mình thấy được mình thanh thản và lời thơ mình ra la láng. Rồi tôi thầm ngắm những lời thơ của mình, mình thấy thú vị vô cùng. Khi thơ thì mình nghĩ là mình sẽ ghi chép lại những lời thơ đó. Nhưng bây giờ tôi không cần nữa. Bởi vì những lời thơ đó nó vô cùng tận trong tôi. Khi tôi niệm hoặc là tôi trở về mình
thì mình thấy rằng hạnh phúc vô cùng, lời thơ trang hòa vô cùng, mình thấy vui thú vô cùng. Thành ra tôi thấy rằng không phải vào khóa học mới là, và khóa học này nó khai giảng không phải chỉ có 10 ngày ngắn ngủi mà thôi, thật sự nó đã có từ. Nếu mình nhìn không xa thì mình chỉ nhìn trong kiếp người mình thôi, thì nó đã chuẩn bị từ khi mình ra đời rồi. Từ khi ra đời đến ngày hôm nay, mình đã nhận được biết bao nhiêu điều xung quanh, từ đau khổ, buồn vui, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu đau thương. Thì những cái đó là những chất liệu tốt để chuẩn bị cho ta dự khóa học ngày hôm nay. Và sau khóa học này không phải là kết thúc, nhưng mà nó là một cái bắt đầu. Và tôi cảm nhận rằng thật tình tôi không muốn nói gì nữa cả, mà tôi phải nói. Nhưng mà rốt cuộc rồi tôi nghiệm rằng chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Chỉ có niệm, thường niệm, vô hiệu niệm, thì chúng đó, chừng đó chúng ta mới chứng đắc được những lời kinh dạy dỗ. Và chúng đó chúng ta mới thấy rằng vô tự chân tinh là quý báu, và đó là cái vô cùng tận. Thành ra nói nhiều, nói tới nói lui, cãi qua cãi lại, bàn tới bàn lui cũng là một cái phương tiện nhắc nhở chúng ta mà thôi. Và tôi thấy rằng mỗi một sự kiện xảy đến chúng ta, nếu chúng ta bình tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì là không có gì cả. Dạ, tôi xin hết. Xin kính mời tiếp các bạn nào xin đi. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Đức Bỉ Kim Phật. Nam Mô A Di Đà Phật và Phật Thái Bình. Con xin lãnh lễ Thầy. Sau khóa học 10 ngày, con hiểu
để con vượt qua những trở ngại, những cái nghiệp chướng của con, để con đi về với thầy, với cha. Con xin hết, con xin cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật và Quan Thế Âm. Xin kính mời một bạn đạo mê mình. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa thầy cùng các huynh tiểu muội, những cái tâm tư tình cảm của con thì có lẽ là xúc động con hay không nói được, cho nên qua một cái bài thơ, mà đây là lần đầu tiên con làm thơ cho nên là có những cái lỗi lầm, thì thầy và các bạn đạo bỏ qua cho con. Vì con nghĩ khi con lên đây thì con sẽ không diễn tả được những hết những cái tình cảm tâm tư của con, thì con xin đọc bài thơ này. Duyên lành con được gặp thầy, hay rằng xứ Phật khó về do con. Con xin đảnh lễ cùng thầy, sư huynh tỷ muội một nhà vô vi. Thầy thương con trẻ dại khờ, bơ vơ lạc lối giữa đường thế gian. Ra tay cứu độ quần sinh, thương con cho trót một lần vì con. Khai tâm mở trí cho con, 10 ngày học đạo sánh bằng 10 năm. Ngày khai giảng ban huấn từ, từng lời từng chữ nhiệm màu trong kinh. Vô vi pháp lý bí truyền, khóa học kinh A-di-đà chú giải. Giữ tâm thanh tịnh nghe con, 10 ngày tu học ấy là thiện duyên. Báo vật thầy đã trao tay, thực hành con hãy một lòng dốc tâm. Phép Phật sáu chữ Di-đà, mau về nguồn cội mẹ chờ cha trông. Công phu luyện đạo chuyên cần, xoay hồn thường chuyển pháp luân định thần. Di-đà danh gọi tên con, hà sa vi tế biến thành lưu ly. Thần hồn con sẽ xuất ra, mâu ni hạt ngọc của trời do con. Tiên đồng hay gọi anh nhi, huyền diệu khí điển gọi là hào quang. Bồng lai tiên cảnh định thần, con về cõi Phật nơi con quên nguồn. Thiên đàng hưởng phúc vô biên, tâm con thanh tịnh như là chân không. Lời thầy vàng ngọc dặn căn, học hòa học nhẫn ấy là chân tu. Hôm nay bế mạc khóa này, sao tâm con bỗng bồi hồi xuyến sao. Ơn thầy sánh tựa non cao, như sông biển rộng con đà ghi tâm. Bùi ngùi trước cảnh chia tay, sư huynh tỷ muội xa rời nơi đây. Con về nhớ mãi chốn này, một lòng luyện đạo đáp đền thâm ân. Siêng năng tinh tấn chuyên cần, tu tâm sửa tánh từng giờ từng giây. Thương yêu tha thứ mọi người, thực bi trí dũng mở đường cho con. Lòng thành con phát nguyện tâm, học thầy học bạn cuối con thường khắc ghi. Thiên đàng cực lạc cùng về, sư huynh tỷ muội hội nhà vô vi. Con xin dứt lời. Xin kính mời một bạn đạo, xin đi. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật và Bậc Thái Bình. Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, trước khi con lên đường đến đây học khóa thì lòng con rất hân hoan hân hải, tâm nguyện sẽ cố gắng học để khỏi phụ lòng các bạn đạo đã gửi gắm con trong khóa này. Nhưng sau 10 ngày học tập, lòng con thật sự chùn bước, lo lắng băn khoăn. Vị trí mình thấp, không tiếp thu được những lời vàng ngọc quý báu của thầy. Do đó con rất buồn mà không làm được những gì mà các bạn đạo con đã gửi gắm. Tuy
dìu dắt các bạn đạo của con sớm về nguồn cội. Nam mô A Di Đà Phật, dân dân thành bình. Xin kính mời tiếp một bạn nào đây mình. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Vị Kim Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Vạn Phật Thái Bình. Kính thầy, kính quý vị bạn hữu. Sau khi được đại hồng ân, dự khóa học kinh A Di Đà 10 ngày, con nhận thấy con chỉ là một tội hồn đầy tội lỗi. Xin nay con hành pháp thiền này, con chỉ biết là để con tự thanh lọc thân tâm. Nhưng chỉ những khi nào con đau khổ, con mới hành thật sự. Chứ con chỉ để thời gian kéo dài một cách mê muội, dường như con chờ đợi một cái gì mà con không biết. Nhưng sau 10 ngày này, con tự thức tâm, nhờ thầy soi sáng ban phước lành, con nguyện con sẽ cố gắng tu tiến nhiều hơn, thật sự tự thanh lọc thân tâm nhiều hơn, để con tự giải thân nghiệp của con, gia đình con, và hy vọng trong tương lai con sẽ được có dịp khuyên các bạn nào có thiện duyên con được gặp để phổ biến pháp lý vô vi khoa học, hùng lý Phật pháp được rộng rãi hơn. Con xin lãnh lễ thầy. Xin kính mời tiếp một bạn nào xin đi. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Vị Kim Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. Kính xin kính lại thầy, con được học cái pháp 10 ngày thì con còn u mê quá, không mở trí luôn được nhiều. Và sau đây con xin nguyện hết tâm về học hỏi và chiều dắt anh em chúng con sau này. Con xin lãnh lễ thầy. Ba lạy. Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Đức Hộ Pháp Cao Hữu Hiền. Nam mô Đức Vị Kim Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa thầy, qua 10 ngày chúng con hòa sống với thầy trong vòng tay âu yếm thương yêu của thầy, con học được ba đức tánh của thầy: nhẫn, hòa và hy sinh. Con được mở trí rất nhiều. Trước đến nay con hiểu hai chữ hy sinh rất là nhỏ hẹp. Con nghĩ theo ý của con cũng hy sinh. Nhưng với 10 ngày qua sống với tình thương của thầy, con thấy hy sinh của thầy bao la không thể nào nói hết được. Và con xin nguyện với cha trời, với mẹ, và con kính xin thầy, con nguyện với tâm con sau 10 ngày học tập
con sẽ rèn luyện và con sẽ hy sinh. Hy sinh theo những bước chân của Thầy. Thầy đã lao tâm khổ trí vì các con. Ngu muội, tâm tối. Biết bao năm Thầy nhọc nhằn lao khổ. Mà cô vẫn còn ngu muội, nghe biết bao nhiêu văn của Thầy, của cha. Và hôm nay con xin nguyện là con sẽ học nhận, hòa, thương yêu và hy sinh hơn nữa. Và con cũng xin nguyện cứu độ quần sanh cho đến hơi thở sau cùng. Dạ, con xin tạ ơn Thầy. Xin kính mời tiếp một bạn nào xin đi. Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Duy Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Cao Phổ Hiền Hộ Pháp. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Dĩ Kim Phật. Nam Mô A Di Đà Phật Dạng Nhật Thái Bình. Kính thưa Thầy, kính thưa các sư huynh sư tỷ, các bác, ba mừng ngày học tập khóa A Di Đà. Từ ngày 1 cho tới ngày thứ 9, mỗi 9 giờ sáng con bước vô là nghe Thầy kêu Di Đà ơi, là Thầy đã kêu các linh căn, các phần hồn hãy thức tâm. Mà tự hiểu rằng mình là một tội hồn xuống thế gian, hãy thức tỉnh mà lo tu sửa. Đi trở về với cha, với mẹ, với nguồn cội. Thầy thường nhắc nhở chúng ta không phải là người ở đây. Nhà Thầy đã giao tất cả các chìa khóa cho chúng ta. Tự ta mở lấy. Không biết nói gì. Chúng sinh tự nguyện với lòng mình ráng tu sửa nhiều hơn nữa. Không còn biết, không còn nhiều tội lỗi. Con xin cố gắng nhiều hơn nữa. Để không phụ lòng Thầy đã giảng dạy, thì bấy lâu nay nhà cha mẹ đã chờ đợi chúng ta từ giờ, từ phút một. Con còn nhớ cha thì nói: không tu là mất lối về, không tu rơi rớt bên lề thiên cơ. Con xin cố gắng học hỏi bao nhiêu con trở về giúp đỡ các bạn còn mê muội, không xin lắm. Xin kính mời thêm một bạn.
mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thị Kim Phật. Nam mô A Di Đà Phật và Phật Thái Bình. Con đến dự pháp 10 ngày nay, con cũng thấy phần lòng con được cởi mở phần nào. Con gặp cái phép này con cũng gặp hồi năm vừa qua, và năm nay tháng 1 cũng vừa tròn 1 năm. Chắc có lẽ con tập luyện trong thời gian 1 năm qua chắc có lẽ là sai nhiều, trúng là ít thôi. Cho nên dự 10 ngày nay con thấy phần lòng con cũng cởi mở rất là nhiều. Cũng nhờ ơn Thầy, ơn trên soi sáng lòng con. Tới giờ phút này con thấy con cũng, con suy nghĩ con thấy cũng đỡ gì thôi, chứ con cũng không biết nói gì nhiều. Vì từ hồi nào tới bây giờ con nói thật, con ít có đi đâu chơi, tiếp xúc với ai. Mà sau 10 ngày nay con đến nay dự khóa học, con không có nhớ tới gia đình nữa. Chắc có lẽ ơn trời ban phước soi sáng cho lòng con. Bởi vậy con thấy con gặp cái phép hiện này, sao con nhớ ba con với má con nhiều quá. Con tội nghiệp ba con với má con, chắc không có gặp cái phép này chắc xả ba má con xuống dưới địa ngục quá, con sợ quá. Con ráng nghe lời Thầy, con tu tập tập đặng con mong có ngày nào, có ngày nào con dẹp bớt tội lỗi của bà má con. Cho con ở Việt Nam, con ở dưới quê con không có nghe cái phép thiền này. Bây giờ con qua đây con mới gặp, mà không có gặp bạn nào chỉ dẫn con. Vì người chị ở cùng, ở gần con cũng chỉ mượn sách ở thư viện về coi. Coi thì con tìm được, nhưng là hai chị em dẫn dắt với nhau lên đây, chứ con cũng không có biết. Nhưng con, nếu như con biết là con thấy không là mấy năm nay, vì con qua Úc này cũng 3 năm, con thấy con gặp cái này là trễ quá. Nhờ Thầy soi sáng cho con. Nam mô A Di Đà Phật, dẫn dắt Thái Bình. Con với chị bạn em cứ hu hỉ nói hoài, nói mình qua đây cái gì mình cũng không có thiếu đủ hết, mà mình không có tu là mình tội, là mình đáng tội nhiều lắm. Ở Việt Nam người ta muốn tu mà người ta không có cơ hội tu, mình qua đây mình có cơ hội mà mình bỏ là mình đáng tội lắm. Hai chị em cứ nói chị bạn qua đây thì không có thân nhân,